Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình sân khấu chuyên đề của Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần này, chúng tôi muốn trân trọng giới thiệu đến với quý vị và các bạn một vở chèo của một nhân vật rất là nổi tiếng, đó là vở chèo Trung Hiếu Lưỡng Toàn của nhà thơ yêu nước Á Nam Trần Tuấn Khải. Hẳn quý vị và các bạn cũng không nhiều thì ít thì cũng đều biết đến cụ Á Nam qua những bài thơ của cụ, qua những tác phẩm mà cụ để lại cho đời. Và thưa quý vị, thưa các bạn, có lẽ là trong cái sự nghiệp sáng tác của cụ Á Nam thì đây là cái vở chèo duy nhất của cụ viết. Và tất nhiên những chi tiết này thì lát nữa chúng ta có thể cùng trao đổi với những vị khách mời ngồi đây thì hẳn là chúng ta sẽ rõ hơn về những điều này. Còn bây giờ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những vị khách mời tham gia chương trình này: giáo sư nhạc sĩ Tô Vũ, nữ sĩ Lan Hinh, con gái của cụ Á Nam Trần Tuấn Khải. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi cái buổi trao đổi này của chúng tôi. Có lẽ cái câu đầu tiên muốn dành cho giáo sư, thưa giáo sư, là chèo là một trong những cái loại hình ca kịch truyền thống của nước ta. Chúng ta thường là nói rằng là nước ta có ba loại ca kịch truyền thống là chèo, rồi tuồng, rồi cải lương. Chèo thì của Bắc, tuồng thì của Trung, mà cải lương thì của Nam. Thế thì có lẽ là nhờ giáo sư nói đôi chút về cái giá trị của loại ca kịch này, loại chèo truyền thống này của chúng ta. Nó có những đặc điểm nào, nó có những cái hay nào và nó có những cái điều gì tỏa sáng của nó? Xin mời ý kiến của giáo sư. Theo các nhà nghiên cứu và cũng nhiều người đã để tâm này hàng mấy chục năm để nghiên cứu về nghệ chèo, và đặc biệt là khi bắt đầu và đặc biệt là giữa cái cuộc kháng chiến chống Pháp, tức là khoảng những giữa lưng chừng thế kỷ 20 trước, thì ở trong chiến khu và đặc biệt vùng nông thôn ấy, thì cái loại hình mà đóng góp vào cái chuyện là ta gọi là tuyên truyền kháng chiến nhất chính là cái nghệ thuật chèo. Nếu mà nói rất vắn tắt về cái giá trị của nghệ thuật hát chèo thì tôi xin có thể nói có mấy cái điểm như thế này. Cái thứ nhất, đây là một loại hình về ca kịch truyền thống mà nó tập trung nhất, đậm đà nhất, tính chất gọi là tính chất Việt. Nó không có lai tạp, nó không học ở đâu cả. Và nó lại là một sản phẩm của con người lao động, chủ yếu của những các thế kỷ trước là người nông dân. Nó là nghệ thuật của người nông dân tự sáng tác rồi tự biểu diễn, và nó cũng khá giống về mặt xuất xứ, là tức là nó ở những cái trò diễn mà các cái ca kịch ở các nước trên thế giới nó đều xuất phát từ những cái trò diễn ấy. Nhưng nếu mà so với những cái xuất xứ của các loại hình ca kịch trên thế giới với nhau ấy, thì có thể nói rằng chèo ra trước hàng ít nhất là 100-200 năm với những cái trò diễn, mà trước cái trò diễn mang tính chất là tôn giáo của phương Tây, tức là lúc ấy là Công giáo đấy, và rồi sau nó mới chuyển dần lên từ cái trò ấy ra cái loại hình rất nổi tiếng ở cái thế kỷ cổ điển, nó gọi là ca kịch cổ điển opera. Thế thì đứng về phương diện loại hình thì chèo hơi giống cái kiểu gọi là opera comic, tức là ca kịch hài, ca kịch hài, bởi vì trong chèo cái nền chính về mặt các nội dung ấy thì thường là mang tính cách giễu cợt, châm biếm, chỉ trích những cái thói hư tật xấu của con người đương thời hồi đó là cái chính. Thế thì và đến bây giờ người ta còn đang bàn tán và cũng chưa thật ngã ngũ thật tại sao lại gọi là chèo. Chèo là gì? Có ông nói rằng chèo là chữ trào, trào là trào lộng, tức là châm biếm, bởi vì cái chất chèo thì nói chung trong rất nhiều vở thì không bao giờ thiếu vắng một cái vai mà chuyên châm biếm, tức là những vai mà các anh hề. Thế thì nhưng mà cũng có người nói rằng nếu mà nói là sản phẩm của nông dân thì làm sao nông dân đã biết dùng cái chữ chào lộng như thế. Thì lại có những tác giả nghiên cứu thì thấy rằng là nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ những người lính dẹp đám ở cái thời nhà Trần, khi đưa linh cữu các vua nhà Trần, bởi vì cái tục vua nhà Trần là phải đưa về gốc
ở Xuân Trường, Nam Định, chứ không là an táng ở ngay thủ đô. Thế thì là đưa về như thế thì phải dẹp đám, người dân xem rất đông đấy, thì đi xuống. Thế cho nên là mà chúng ta để ý trong ở chèo rất nhiều những điệu mà liên quan đến sông nước và chèo thuyền, chèo đò vân vân. Thì chữ chèo ở đây rất nôm na là chèo đò đấy. Đấy thì nhưng gọi là chèo đò thì gọi là một cái tên nào đó thì tôi cũng không thấy quan trọng, mà là bản chất là về mặt nội dung thì là nội dung của những tầng lớp thấp nhất ở thời xưa và lại dân lao động, tức là nông dân. Đấy. Và cái thứ hai ấy, cái nghệ thuật ấy thuần túy là những điệu để mà hát ấy, thì rất bây giờ nó coi như là một điển hình khi ta muốn nghiên cứu về ngôn ngữ âm nhạc truyền thống Việt. Đấy, chèo là một đóng góp được rất nhiều trong cái chuyện đó. Và những câu chuyện nếu ta để ý xem, hầu như rất ít chuyện vua quan, là vì cao lắm rồi, vua ấy là triều đình là quá lớn rồi, thì các cái vở chèo cổ truyền thống ấy, thì cái ông cao nhất về mặt xã hội là ông quan huyện, thì chèo là xuất phát từ cái trò nhồi nói những cái mảng nhà nghề gọi là những mảng những miếng, tức là từ những cái cảnh rất nhỏ, sau đó đúc kết lại nó thành ra một cái hệ thống. Đấy. Cho nên là về âm nhạc nó chia ra thành từng hệ thống vỉa này, rồi hệ thống hát thảm ba than ba vãn này, rồi hệ thống đường trường này, đường trường thì lại đường trường phải chiều, đường trường đan lồng, đường trường chèo non vân vân, cái từng hệ thống ấy để phù hợp với những các cái cảnh, những các cái nội yêu cầu của nội dung, thì lúc này anh sẽ sử dụng những hệ thống đường trường. Thế rồi lại còn hệ thống hề, tức là hệ thống pha trò, hoặc là chính là hệ thống châm biếm, là truyền tải những cái ý châm biếm, những cái thói hư tật xấu, mà đặc biệt thói hư tật xấu của lớp trên. Và âm nhạc cũng rất từ các những bài hát vặt dã đám, đã gọi là dẹp đám ấy, thì dần dần đưa lên thành từng hệ thống, đưa vào từng loại nội dung. Thế và khi nội dung đấy cần đến đâu thì người ta chỉ đúng ấy, và cơ sở lời ca của nó thì lại sử dụng một cái điệu thơ, người ta nói rằng đó là điệu thơ hết sức dân tộc, hết sức Việt Nam, điệu thơ lục bát. Điệu thơ lục bát là cơ sở của hát chèo. Vì vậy nói tóm tắt là chúng ta thấy là có giá trị lịch sử ra đời rất lâu, giá trị về nội dung và hình thức từ cái tầng lớp cơ bản đi lên, và luôn luôn nó thích nghi với các cái hoàn cảnh và nó tiến lên. Cho nên người ta nghĩ rằng với những cái biến cố lớn ở trong lịch sử thì chèo chắc không thể tồn tại, vậy mà chèo vẫn tồn tại. Vẫn tồn tại là họ nuôi sống những vở chèo, những cái đoàn ta gọi là những cái phường chèo đầu tiên ấy, là hoàn toàn tính chất của nhà sư, chứ không có một cái sự ta gọi là chuyên nghiệp đầu tư đúng, và cung đình là coi không cần biết. Được. Không biết cái loại hình này đấy, mà có một thời lại còn cấm cơ, tức là nó nôm na quá, nó có thứ về thực là cậu mới thấy là nếu xem vở thì các vở phần đa đả động đấy, vừa qua này thường là đả kích. Thế cho nên là đã có một thời, tôi không nhầm, thì trong thời ở nhà Lê đã ra một cái lệnh là cấm hát chèo. Và tôi chỉ muốn cuối cùng một điểm này là hiện nay cũng có vấn đề rằng là liệu chèo có sẽ còn tồn tại không. Nếu nói nông dân, bây giờ nông dân tiến hóa lên, nông dân tiến hóa là nông dân khoa học hóa kỹ thuật hóa, chứ nông dân là làm ruộng, làm để sản xuất nông nghiệp. Thế thì cái nghiệp ấy tôi tin rằng Việt Nam còn phải sử dụng lâu, chứ không thể biến toàn thành một cái nước công nghiệp. Thế thì bây giờ thì sống bằng gì? Mà ngay trong chiều này có chuyện giữa sĩ và nông, người ta nói sĩ thực vi tiên phải ăn đã. Thì tôi nghĩ rằng là cái sản xuất nông nghiệp vẫn còn dài, nghĩa là cái người nông dân chỉ có người nông dân bây giờ khoa học hơn các thứ thôi, nhưng bản chất nông dân là cái người làm cái nghiệp ấy, thì tôi tin rằng cái chèo nó sẽ vững biến và cái chèo bám chặt vào cái đó, thì chèo nó sẽ tiến lên cùng với cái nông dân tiến lên, chứ không có chuyện gì mà đi mất cả. Và bây giờ lại còn người ta lại còn xã hội hóa, thì chính là cái
cái chèo của gốc nó thế thôi. Chứ làm gì có chèo nhà nước, chỉ từ kháng chiến mới có cái chèo nhà nước. Còn thì tôi nghĩ rằng là không có gì phải bi quan về chèo, chèo sẽ sống dài dài, nhưng phải có những người vẫn phải rất yêu chèo và xuất phát từ nông dân, hoặc là từ thành phố trở về ở hẳn với nông dân đi, thì mới yêu được chèo, và yêu được chèo thì mới giữ được chèo. Rất là cảm ơn ý kiến của giáo sư nhạc sĩ Tô Vũ. Vâng, và đúng là như là giáo sư nói là chèo ra đời rất là lâu, và nói rằng là từ cái thời nhà Trần, tức là thế kỷ 13, tức là cũng phải 700 năm rồi. Vâng, đúng như là ý của giáo sư nói, tức là cái chèo, cái giá trị lớn nhất của chèo tức là thuần Việt, rất là Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ trao đổi cùng với nữ sĩ Lan Ninh, tức là con gái của cụ An Nam. Thưa bà Lan Ninh, ở đây có một cái điều muốn nhờ bà nói, đó chính là về cái thời điểm ra đời của cái vở Trung Hiếu Lẫm Tàn. Bà phải chăng là trong số tất cả những cái tác phẩm mà cụ để lại thì đây là duy nhất, là một cái vở chèo duy nhất cụ viết, có đúng như vậy không? Xin mời ý kiến của bà. Vâng, đây là những câu hỏi khó khi phải nói về tác phẩm kịch hài Trung Hiếu Lưỡng Toàn từ khi hình thành và công diễn đến nay. Và càng khó hơn khi tôi phải nói đến suy nghĩ, cảm nghĩ về giá trị của tác phẩm, mà tác phẩm đó lại là chính của nghiêm thân tôi. Vở tuồng này bắt đầu cụ tôi viết từ cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Cụ viết với tôi nghĩ rằng tất cả những cái tác phẩm của văn học kinh điển của các tác gia trước trong cái thế kỷ thứ 19 như cụ Nguyễn Du thì có Truyện Kiều, cụ Nguyễn Gia Thiều thì có Cung Oán Ngâm Khúc, thì các cụ đều chọn riêng nhân vật để ký thác, để gửi gắm giải bày. Thì qua vở Trung Hiếu Lưỡng Toàn thì hẳn khi viết thì cụ tôi cũng giải bày qua tâm sự của nhân vật Trung Hiếu Lưỡng Toàn, thì nó là người dân con trong một nước, thì xoay quanh nhân vật Trần Hưng Đạo. Và vở đó thì cũng đã được diễn ở đền thờ Đức Thánh Trần khi khánh thành, và bây giờ thì là ở đường Võ Thị Sáu. Thì tôi cũng rất xúc động khi vở hát được công diễn lại sau 50 năm im lặng với thời gian, từ chiến tranh đến hòa bình. Tôi cũng nghĩ rằng vở hát đó vẫn còn nguyên những giá trị. Nếu vở hát này được diễn lại với lớp khán giả mới thì tôi thấy đó cũng là một điều trân trọng. Và từ trước tới nay thì người ta nhắc tới nhà thơ Á Nam Trần Tuấn Khải thì chỉ có biết cụ là một nhà thơ yêu nước tiêu biểu thôi. Nhưng mà ngoài những sáng tác kịch thơ, kịch nói, ca trù, ca Lý Huế, hát sẩm thì cụ còn như vở kịch Mảnh Gương Đời thì đã diễn ở Hà Nội ở rạp hát Chiếu Bóng Hàng Quạt năm 1924. Và cái vở kịch Mảnh Gương Đời đã được ông Pong Monet, người Pháp, dịch sang tiếng Pháp. Thì hồi còn ở Hà Nội thì người cũng từng tham gia những trông coi những rạp hát tuồng chèo như là Quảng Lạc, Sán Nhiên, Lạc Việt. Thì cũng ngay từ tuổi thiếu niên thì người cũng hay đến với nghệ thuật ca hát, cũng từng đóng những cái vai giả đào ở các chiếu sân khấu đều được khán giả hoan nghênh. Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của bà. Như vậy là cái vở Trung Hiếu Lưỡng Toàn này, là cái vở chèo này ra đời vào cuối thập niên 50 và đầu 60. Vâng, và cụ viết là để mà truyền tải những cái ý kiến, những cái nhận định của cụ, những cái điều mà cụ muốn ký thác gửi gắm như bà nói. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với một trích đoạn của cái vở chèo này, đó là trích đoạn lớp thứ tư trong vở chèo Trung Hiếu Lưỡng Toàn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thank you.
từ vắng mạnh đồn binh vạn kiếp mi. Đã ra phòng xây nếp được nghi thơ. Suốt đêm ngày luyện tập tì, mong hôm sớm diệt nghịch nghi. Hôm sớm diệt trừ nghịch tặc, mảnh đan chung vằng vặc trời soi. Bấy lâu chứa sức nuôi tài, một phen chuyển đất xoay trời, sợ chi? Dạ dạ. Chuyện chi? Nãy vâng lời quốc trưởng, mời Nguyên Soái nhập triều. Quân, truyền sấm sửa loan xa, trông nẻo Thăng Long thẳng tiến. Trông nẻo Thăng Long thẳng tiến. Đại quân ni từ vạn kiếp chảy sang, cờ báo áo giáp sợ sang, quân rêu ngựa đi dặm trường thẳng sang. Chưa trả nợ tang bồng, chí khí vẫn vượt tầng ngưu đầu. Chỉ hiềm vì thân tôi hiện còn lão mâu, đào làm con đâu dám hứng hờ. Cho nên chứa thần hôn tôi phải chăm lo, dù đa thiểu cũng cho chu đáo. Đã dành rằng riêng tôi kinh sử thi thư thông thạo, kiếm cung kỵ xạ tinh tường, khi gặp thời cũng giúp nổi bá vương. Nhưng thất thế đành yên nơi điền giá. Nay nghe nói nước nhà gặp khi giặc giá, Hưng Đạo Vương lính ấn Nguyên Nhung, gặp người ra khá sẽ hóa long. Phận chưa tới biết làm sao đặng. Hiếu chung xếp đề giả gặp mê nghe xuân, làm trai quyết chí chí tu thân, không danh là danh cho gái nghe. Thank you.
sinh trời chẳng phối nào quên. Sống trời ơi chẳng chẳng phối nào thì dù là hiện ở đâu? Dạ đây ạ. Bữa người kia danh tính là gì đó, quê quán ở nơi đâu, cớ sao gươm trích chẳng kêu đâu, hỏi đến cũng không chịu nói hả? Bẩm đại vương, tôi họ Phạm, tên là Ngũ Lão, phủ đây là trốn quê nhà. Như tôi ngồi đan sọt đây chẳng qua là vì gia chung còn chút mẹ già, cảnh bần bách đang chờ cơm trao. Giữ lòng hiếu, tôi mong tròn đào, đan sọt này mong bán cho mau. Bởi vậy cho nên dù thét mạnh trích đau, vần chi trích nào đâu có biết. Dạ, lòng chân thành với lời khẩn thiết, mong đại vương rộng xét tình thương. Lương hải hà dù có khổ quang, thì phạm ra, dạ đành xin cam chịu. Hiếu tử đang khen bền trí, thông minh ác hẳn có. Vậy ta hỏi ngươi, sách thánh hiền nếu đã đọc coi, hãy tóm tắt vài lời cho ta rõ. Dạ, bẩm đại vương, như tôi nhà đã cam bần bạc, thân vẫn mộ hiếu trung. Lúc tuổi thơ kinh sử hơi thông, khi khôn lớn kiếm cung cũng đủ. Bởi vì tôi thiết nghĩ, làm trai cần tinh thông văn vũ, mới có ngày ra giúp đỡ non sông. Chỉ hiềm vì vận chửa hanh thông, nên thân những luống trong cùng quấn nạn. Hiếu tử đáng khen bền trí, thông minh ác hẳn có. Ý tài. Vậy bây giờ ngươi thiệu theo ta chưa? Dạ. Khuyên ngươi đừng cao hỏa lòng chung, theo ta hãy về quyết hạ quân. Dạ. Truyền lấy thuốc dịt cho chàng và sửa soạn xe sau để cho chàng đón lão mẫu cùng đi luôn thể. Dạ. Ta muốn ngươi lập công hãn mã, sẽ theo ta thử sức võ trường. Ngày hôm nay gặp gỡ giữa đường, âu đó cũng lòng trời xui khiến. Âu cũng lòng trời xui khiến, vì giáng san tìm kém nhân tài. Hiếu trung chất nặng hai vai, sao cho
giờ ta đi trước rồi ngươi tiếp bước theo sau hả? Dạ. Ta đi trước hả? Ôi, nghe những lời đại vương truyền dạy, biết lòng trời đã giúp phận trần ta, vậy ta nên mau kiếp về nhà để thu xếp giữa mẹ già thường lộ. Làm trai chỉ ở cho hiền, cho bền, ơn nhà ở nước báo đền mới ngoan. Cao sơn nhất dầu mang viễn nguyệt, quán hàn nịch tan thì nhất bức sân đi hàm mì minh nguyệt tiểu danh như tôn trăng trăng vàng Bây giờ thì chúng ta lại quay trở lại với những vị khách mời ngồi đây, thưa giáo sư nhạc sĩ Tô Vũ. Có lẽ ở đây có một cái điều mà chúng ta rất là nên bàn trong cái vở chèo Trung Hiếu Lưỡng Toàn. Tức là cái chèo của chúng ta thì nó ra đời, nó định hình, nó có những cái giá trị về từng cái điệu, từng cái cách hát. Và mỗi cái làn điệu đó thì nó ứng dụng cho từng nhân vật, từng hoàn cảnh, tất cả mọi cái. Thì ở đây thì theo giáo sư thì nhà thơ Á Nam ấy đã vận dụng những làn điệu này như thế nào vào cái vở Trung Hiếu Lưỡng Toàn, và cái thành công, cái thành quả, cái thành tựu của cái việc vận dụng này như thế nào? Xin mời ý kiến của giáo sư. Và thưa giáo sư, tôi cũng xin nói thêm một ý nữa, tức là ở đây lại là viết về những nhân vật rất là lớn, ví dụ vua này, rồi Trần Hưng Đạo, rồi là Phạm Ngũ Lão, rồi quận chúa vân vân. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái ý nó cũng rất là lạ, nhưng đó là ý của giáo sư đấy. Vâng, xin mời giáo sư. Trước hết chúng ta phải thấy rằng là cách chọn cái hình thức chèo mà lại để với một cái nội dung đề tài là Trần Hưng Đạo. Thì tôi nghĩ rằng cụ Á Nam đã phải suy nghĩ rất nhiều. Và cách chọn lựa theo tôi phải nói là tuyệt hay. Ta đều biết rằng, và các nhà nghiên cứu cũng thấy rõ là chính hát tuồng mới là cái sân khấu của vua quan. Thế tại sao bây giờ cụ Á Nam lại chọn chèo? Thì tôi thấy rằng là cái thâm ý mà tôi nói như thế này. Đi nói về Trần Hưng Đạo, đi nói về nhà Trần, thì chính nhiều nhà nghiên cứu cho rằng là
trèo xuất phát từ ngay cái đầu đời nhà Trần. Rồi. Thì chính cái hình thức trèo ấy lại gần gũi với thời đại mà nhân vật của chúng ta sẽ nói, tức là Hưng Đạo, Hưng Đạo Đại Hương. Vâng. Đến một. Thế và cái thứ hai là chúng ta đều biết thời nhà Trần vua với lại dân rất gần gũi bởi vì chính bản thân mấy đời vua của nhà Trần ấy thì lại xuất phát từ bần dân mà lên. Được. Nếu tôi không lầm thì là từ những người đánh cá của họ đầu nhà Trần thì hoàn toàn là từ những người đánh cá thôi. Thế tức là dùng trèo gần gũi với không gian thời gian của nhân vật Trần Hưng Đạo hơn là anh dùng một cái hình thức và đến đời Nguyễn mới gọi là phát triển, tức là hát bội. Được. Mà tôi nghĩ rằng cụ An Nam thừa sức viết hát bội nếu cụ chỉ nghĩ đến cái chuyện triều đình. Được. Nhưng nghĩ đến với cái nhân vật mà mình đưa lên đây thì thấy rằng là cụ chọn trèo là phải nói là rất là tinh tường, tương đồng, rất là phù hợp với nhân vật. Thế là cái thứ nhất. Cái điểm thứ hai ấy, thì các cái làn điệu mà cụ vận dụng ở đây ấy, thì lại là những làn điệu rất cơ bản của trèo. Mà ở đây ấy, tại sao khi nhân vật thì là Trần Hưng Đạo, nhân vật thì là vua Nhân Tông, nhân vật thì là những bà quận chúa các thứ, thì lại hay dùng, mà cụ lại hay dùng những cái điệu sử với điệu ván, ba thân ván. Thế thì lại phải liên quan với nội dung. Cái nội dung đây là một bi kịch. Nó là một bi kịch. Tuy chất liệu, cái hình thức của cái hình thức trèo ấy, thì thường là nó hài thì nó dễ làm hơn. Mà đây lại là bi. Mà cái bi kịch này nằm ngay ở trong lòng vai chính là Trần Hưng Đạo. Trung hiếu lẫn vào là vì chúng ta đều biết chuyện là khi cha của Trần Hưng Đạo trước khi mất thì bảo con rằng là phải cướp ngôi của Nhân Tông, cái thủ nhà. Vì những cái chuyện ấy thì các vị đã nghiên cứu về sử thì biết rất rõ. Đấy. Chính đứng về phương diện về đạo lý bình thường ấy thì chính là dòng của người cha của Trần Hưng Đạo ấy mới đắng. Xứng đáng là vua của cái dòng nhà Trần, thì bây giờ lấy cái vì do Trần Thủ Độ vị rất ghê gớm của chúng ta, công cũng hết sức lớn nhưng mà về phương diện về con người thì có thể phê phán được, tức là Trần Thủ Độ. Chính vì vậy cho nên cái chuyện thế thì bây giờ, mà trong khi đó thì ngoại xâm đến nơi rồi, thứ thế thì bây giờ nên thế nào? Tự nhiên là nhân cái chuyện này mà lại cướp ngôi của người cháu mình. Được. Nhân Tông là cháu của Trần Hưng Đạo. Được. Đấy, để chỉ gọi là giữ lời cha dặn. Đấy. Thế thì Trần Hưng Đạo đã lại vận dụng một cái cũng đạo lý của người xưa là những cái lời căn dặn, loại khi người gần mất thì đầu óc nó không sáng suốt tinh thường. Vậy khi cha gần mất dặn tôi làm thế này, nhưng cái đó là một cái loạn mệnh. Được. Bây giờ lật đổ như này tức là phản bội triều đình, cướp ngôi mày cứ ai cháu mình, trong khi là giặc Nguyên Bông kia. Thế thì không làm như thế, lại ngược lại là hết sức bảo vệ vua, hết bảo vệ vua. Được. Và lại hùng hết sức để làm cái nhiệm vụ mà vua ra cho là phải chống lại và chống bằng được. Và chính là ông vua này mà không có Trần Hưng Đạo thì sẵn sàng hàng luôn. Được. Bởi vì ông ấy rất trẻ. Được. Còn bé không biết gì. Được. Chứ sẵn hàng nhưng không, đấy là đối với tổ quốc. Thế thì nghĩa đi cuối cùng như thế thì là hết sức lòng chung với nước, tức đây là đại diện là vua. Và đồng thời cũng lại chính là rất hiếu, bởi vì nghe ông bố lúc khi còn tinh tường chứ không nghe ông bố khi đã sắp bất và loạn rồi. Vậy những cái thù hận trước nó nổi lên mới bảo con làm. Vì vậy đúng là trung hiếu lưỡng toàn. Được. Được cả hai. Thế lại qua cái cách xử sự bằng cái nhân vật Phạm Ngũ Lão thì một người Trần Hưng Đạo đưa từ một anh đàn sọt, một anh nông dân cùng anh đấy,
rồi thì cho đệ theo đi đánh lập công gả con gái, đây là cô con gái thôi, tức là một cô của chúa đấy. Đấy, thế thì cái đạo đức ấy có đáng tôn vinh không? Rất đáng tôn vinh. Nhưng cho nên chọn cái điểm mà có những cái mâu thuẫn như thế và đưa cái vở Trần Hưng Đạo, đưa nhân vật Trần Hưng Đạo lên vở Trung Hiếu Lưỡng Toàn này ấy, thì tôi thấy cụ Á Nam đã rất tinh tường trong khi chọn loại hình. Thứ hai, chọn nhân vật và chọn cái thời điểm trong lịch sử mà đưa ra, thành ra là hai chuyện đấy gối vào chuyện đối với vua rồi đối với cha rồi lại đối với con và đối với tướng của tướng tá của mình dưới quyền thì đấy. Đúng là một cách tôn vinh rất theo tôi là rất thành công, đúng không? Thành công là xây dựng cái nhân vật Trần Hưng Đạo, cái hình tượng của Đức Trần Hưng Đạo. Thế vì vậy tôi cho rằng là vở chọn khéo hình loại các làn điệu rất phù hợp và rất trèo, tôi có thể nói như thế. Đấy, vì vậy tôi cho rằng là một cái vở rất có giá trị. Có lẽ là phải hỏi thêm giáo sư một chút, tức là những cái làn điệu rất trèo và rất phù hợp thì có thể giáo sư nói sâu thêm một chút. Ví dụ giáo sư nói là toàn dùng cái điệu sử nói lối đấy, ví dụ như vậy. Thế thì trong các nhà nghiên cứu trèo và nói xem trèo ta để biết cái hệ thống mà để truyền tải nội dung thì ta dùng hệ thống sử. Hệ thống sử thì nó có nói sử, nói sử thì nó lại có mấy lối nói, sử xuân là nói vui, sử rầu là buồn, rồi lại còn sử tôi cũng nhớ, nhưng mà đại loại là nó có 5-7 lối nói sử, rồi nó lại có lối hát sử, tức là những câu rất ngắn để mà đồng thời nói rõ cái câu chuyện nhưng vẫn bằng hát. Đấy, cái đó là cái chất ca kịch, nó không phải là kịch nói phá hát, mà ngay một câu nói thường cũng là hát bằng lối ngâm thôi, tức là về mặt tiết tấu thì nó tự do nhưng mà giai điệu hết sức rõ ràng. Thế thì cái lối dùng lối nói sử như thế để cho người đánh là rất chuẩn. Và những cái đoạn mà cần mà chỉ có cách là truyền đạt nội dung các thứ thì đều dùng sử, thế là rất đúng. Chứ lúc đó lại hát một bài trường rất dài ra thì lại không phù hợp. Thế thì đến lúc mà để truyền cảnh thì sử dụng mấy anh hề. Mấy anh hề thì nó có một lối nói nhịp, nói đếm, nó gần như nói, nó nói rất nhanh. Được. Nhưng mà vẫn không phải là nói thường, mà lại nói là thế. Rồi đến các cô quận chúa ra thì thường là dùng các cái làn điệu mà đặc trưng cho cái gốc của chèo, là cho cái điệu thảm. Ba than, ba vãn, những điệu ấy để nói nỗi lòng. Bởi vì cái chuyện này hết sức là đột ngột như thế nào. Thế thì dùng cái đó thì thấm vào lòng người ta hơn, nếu lại hát một bài rất là vui như là hồ tiếu thì không đúng. Thì tuy trong nhưng mà lại nghĩ đến ngày sao bố lại gọi mình, sao bố lại yêu cầu mình như thế này. Thế thì những cái đó thì cách chọn lựa là tôi thấy là theo như nhà chuyên môn trèo mà tôi đã được biết và tôi cũng đã hiểu, thí dụ như là cái lúc mà bác Thế Lữ đang ngồi làm trèo hoặc là bàn với mọi người ấy, để lên những điệu nào thì tôi thấy rằng là cụ Á Nam đã chọn những điệu và những các cái cách gọi là các cái hệ thống về loại hình hát của trèo rất đúng vào những các cái không gian, hoàn cảnh và nhân vật, tình huống, nhân vật. Đúng, vâng. Thế thì ở đây chúng ta để ý rằng các cái điệu như là ba than này, ba vãn này, các cái điệu nói sử này, hát sử này, là những cái điệu mà là những điệu mà nó truyền tải cái nội dung mang tính bi kịch hoành tráng. Được. Thì là cụ dùng cái đó. Mà nếu mà gọi là tâm sự và hoàn cảnh thì Trần Hưng Đạo đang ở một trong cái thời điểm rất bi kịch, rất là đau lòng ấy. Thế thì chất chèo có ở đâu? Mấy anh hề, mấy anh lính đó sẽ làm cái vai ấy thì nó làm cho cái không khí nó giãn ra, nó mang cái không khí vui tươi và nó hấp dẫn. Chứ nếu mà cứ toàn những than thở thì nó lại mang lại buồn, thì không khí lại không vào cảnh tôn vinh này, chứ nó phải. Thế thì dùng ngay mấy cái anh ngay cả Phạm Vũ Lão đó và các cái những cái vai lính ở đây thực chất là hề, thực chất là những dùng cái vai hề, thì tôi thấy rằng là cách chọn lựa là rất tinh tế và chứng tỏ rằng cụ Á Nam là nắm rất rõ cái bút pháp khi viết những cái kịch bản loại chèo.
Tức là cụ Á Nam rất là hiểu về chèo, rất là hiểu, sâu sắc về chèo, cho nên mới đặt được đúng, làn điệu đúng với nhân vật, đúng với lệ tình huống, đúng với hoàn cảnh. Thưa bà Lan Ninh, ở đây thì chúng tôi muốn trao đổi bà về một cái điều, tức là hiện tại thì chúng ta được biết là bà đã xây dựng cái Á Nam Văn Uyển ấy. Thì hiện tại thì cái việc xây dựng cái Á Nam Văn Uyển nó tiếp tục như thế nào? Và những cái dự định của bà trong cái việc mà để mọi người biết đến và luôn luôn nhớ đến thân thế sự nghiệp của cụ, cũng như là đến những tác phẩm của cụ. Và với một cái mong muốn của bà là để cho cái thế hệ sau này luôn luôn được hưởng một cái giáo dục, một cái nền giáo dục nó tích cực, nó có những cái chất đạo lý truyền thống ấy. Thì thưa là bà đã làm như thế nào? Và đang làm và sẽ có cái dự định làm sắp tới như thế nào? Thưa, chúng tôi thì đã làm và đang sưu tầm tất cả những cái tư liệu về văn học của Nghiêm Thân tôi. Rồi trong đó thì chúng tôi cũng có 3 kịch bản phim của 3 người viết. Chúng tôi cũng mong rằng nếu được triển khai làm phim thì những tư liệu thực thì nó sẽ qua hình ảnh nó sẽ có giá trị hơn. Và tôi thì tôi yêu mến những nhân vật lịch sử của Trần Hưng Đạo, cũng như yêu những cô gái, chàng trai của điển hình của dân quê Việt Nam như là Gánh Nước Đêm và Anh Khóa của Nghiêm Thân tôi. Và tôi cũng mong rằng những nhân vật đó mang bản sắc riêng của Việt Nam và toàn bộ văn học của Nghiêm Thân tôi sẽ được tái dựng lại và đến với đông đảo quần chúng Việt Nam như được tái dựng của ngày hôm nay. Thưa bà, là bà có thể nói rõ về mấy cái kịch bản phim là của ai, của những ai? Thưa, một bản thì của nhà đạo diễn hình như Hồng Lực phải không ạ? Dạ, một Lực bản thì dạ, của đạo diễn Nguyễn Đức Hinh thì dạ, người mất rồi dạ, và nhà thơ Giang Lam thì cũng mất rồi. Dạ. Vâng. Tức là của 3 người là dạ, Giang Lam, người, Nguyễn Đức Hinh và dạ, Hồng Lực. Dạ. 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 Từ năm 1998 những cái kịch bản đó chúng tôi cũng đã có rồi. Dạ. Nhưng mà vì hoàn cảnh thì chưa, thì bây giờ muốn rằng đài dạ, với lại dạ. Ở đây thì có một cái điều này trao đổi với bà, cái mình thì có đặt tên đường. Dạ. Đường Á Nam Trần Tuấn Khải có, dạ, có. Như là quận 5 phải không? Dạ, dạ. Quận 5. Thế nhưng mà những cái, tại vì cụ thì vào đây, vào trong Nam này, nhưng mà cụ vẫn là cái người để hoạt động cách mạng tất cả mọi cái, thì có những cái tư liệu đó. Thực ra thì cái điều này thì có lẽ là chúng ta sẽ bàn vào một cái chuyên đề khác. Nhưng đây là tôi cũng muốn rằng là kể cả bà Lan Ninh cũng như là giáo sư Tô Vũ ấy, có một vài ý kiến về cái điều làm thế nào để cho có thể bảo toàn được những cái giá trị, những tác phẩm của cụ Á Nam. Và làm sao mà những cái tác phẩm mà có tính giáo dục của cụ cũng như có những cái giá trị về mặt văn hóa, lịch sử có thể đến được với công chúng. Xin ý kiến của giáo sư. Tôi thì tôi cũng được biết rằng là cũng có những cái người hoạt động với tính cách là cá nhân dạ, mà đã in lại tác phẩm của Á Nam. Nhưng mà chắc anh chưa sưu tập được hết đâu. Tôi biết anh Kiều Văn, anh đã in hình như là cái bút con hoài. Dạ thưa không ạ, bút con hoài là do tôi tái bản. Hay là anh in một số thơ? Thì chỉ có anh lấy một số thơ in chung thôi ạ. Đúng đúng. Có đúng, in đúng, chung với Tú Mỡ, một cái tập nhỏ. Và bút con hoài thì chưa in lại. Dạ thưa chưa, chỉ có tôi tái bản lại nhưng mà cũng hết rồi. Thì bây giờ hiện những cái số sách của Nghiêm Thân tôi, nhưng tôi chỉ sợ là thời lượng không có, chứ cụ dịch nhiều. Thí dụ như là Thủy Hử, Tam Tổ Hành Trạng, Tam Tự Kinh, Dư Địa Chí của cụ Nguyễn Trãi, và nhiều những tác phẩm khác như Hồng Tú Toàn, vâng. Rồi, tức là dịch. Dạ dịch, rồi tiểu thuyết thì cũng nhiều, Hồn Hoa, vâng. Thì tôi cũng muốn rằng có điều kiện thì chúng tôi sẽ tái bản lại hết những cái tác phẩm đó để cho những thế hệ trẻ, giống như bây giờ ở trong bộ giáo dục sách của trường thì in sai nhầm nhiều lắm. Chúng tôi muốn phải đích thân chúng tôi để coi lại, dạ, để đính chính cho nó rõ ràng, để sách giáo dục nó không có bị sai lạc đi. Ở đây có một cái lại quay trở về cái vở chèo này. Thưa bà Lan Ninh, là lúc mà dựng cái vở chèo này thì bà có được xem cái vở chèo Trung Hiếu Lưỡng Toàn không?
cái thời năm 60 ạ. Dạ thưa không ạ, lúc bây giờ chúng tôi... Thế bà có nhớ là những nghệ sĩ nào tham gia cái vở chèo đó? Dạ thưa, không, chúng tôi không được đi dự, tại vì lúc bây giờ gia đình riêng thành ra cũng không được đến. Nhưng mà chúng tôi có đến hồi đó thì tôi đến dự trong những cuộc họp trước khi vở chèo. Thì tôi có nhớ tôi có một lần tôi đến thì tôi gặp nhà tướng số Huỳnh Liên. Rồi các cụ đang bàn về tập vở chèo, chứ đến lúc diễn thì chúng tôi lại không được xem. Dạ vâng. Đó cũng là một cái tư liệu, đó cũng là một cái ý. Thực ra thì cái thời lượng thì cũng có hạn, cho nên chúng ta chỉ trao đổi một vài cái nét đại cương thôi. Thế có lẽ là để thay cho cái phần kết thì xin nhớ, xin giáo sư Tô Vũ có đôi lời nói về cụ Á Nam và nói về cái giá trị của cái chèo cổ của chúng ta. Thay cho lời kết nói với công chúng. Thì tôi có thể nói rằng cụ Á Nam là một trong một số không nhiều lắm, khá hiếm của những người trí thức của thời Nho học chuyển sang thời Tây học ấy, và đã đóng góp được vào văn đàn ấy, vào bây giờ lại cả ca kịch đàn, rất nhiều cống hiến, rất nhiều tác phẩm có giá trị. Thì khi nghĩ đến cụ Á Nam thì tôi thường hay liên hệ với Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Tản Đà Nguyễn Hiếu thì cũng viết rất nhiều loại hình các thứ, nhưng mà chủ yếu viết về loại hình về báo chí nhiều hơn là thơ. Thì tôi thấy đấy là một lớp người rất đáng quý ở trong cái hoàn cảnh ta gọi là hỗn mang như thế. Cũng chính trong ở trong cái thời như thế thì chúng ta mới thấy được xuất hiện được Bác Hồ kính yêu chúng ta làm chính trị cứu nước. Thì những người làm văn chương ở thời thế nào thì sót lại không có nhiều lắm, mà những người đó cũng có đóng góp, mà những cái đóng góp ấy rất là hữu ích cho những người gọi là tân học cũng được, hay là gọi là thế hệ mới mà tiếp thu qua cái đó. Phải nói rằng là ngay cái thời khoảng những năm 30, 40 ấy, thì cái nhóm nhạc Đồng Vọng, và bây giờ trong lịch sử âm nhạc cũng nhắc đến rất rất nổi tiếng, thì có thể nói rằng là nhóm nhạc Đồng Vọng lấy ý và nội dung của những bài hát của mình lại chủ yếu bằng thơ của cụ Á Nam. Đó. Bởi vì thơ của Á Nam ấy rất hay và tóm tắt lại từng nhân vật lịch sử rất là khéo. Cái gì là cái chính? Thế thành ra hồi đó anh em làm nhạc thì biết đồ rê mi thôi, nhưng lời ra thì nói cái gì đây và nói như thế nào thôi. Thì chính qua cái những tập thơ như của cụ Á Nam hay là thơ của Tản Đà hay những thứ đó thì đã đi ra một cái dòng âm nhạc, cũng là tân nhạc nhưng mà là dòng thanh niên lịch sử. Được. Viết về thanh niên và viết lịch sử. Được. Còn một dòng gọi là dòng trữ tình lãng mạn nữa. Đấy, mà một cái dòng rất bé lúc đó, nhưng mà sau đó thì mạnh lên, tức là dòng cách mạng. Thế, thưa giáo sư có nhớ được một cái bài nào, bài hát nào mà dựa theo cái ý thơ của cụ? Vâng, tôi không phải một bài, mà tôi có thể nói nhiều bài. Ngay bản thân của tôi khi tôi viết bài Ngày Xưa nói về Hai Bà Trưng ấy, thì là vì tôi nhớ mấy câu thơ của cụ Á Nam. Kìa Trưng nữ ra tay buồm lái, phận liễu bồ xoay với cuồng phong, giết giặc nước trả thù chồng, ngàn thu tiếng nữ anh hùng còn ghi. Rồi lại đến cái này sang ông anh tôi làm trên sông Bạch Đằng này. Kìa Hưng Đạo gặp khi quốc biến, vị giống nòi huyết chiến bao phen, sông Bạch Đằng phá quân Nguyên, gương gieo chính khí nước rèn dư uy. Đấy, những cái bài ấy thì hai cái bài mà chúng tôi viết đầu tiên đấy mà cũng in vào tập Đồng Ngọc Ngọt đó, của ông anh tôi mà thì chính là những cái nhân vật đầu tiên được là dựa theo cái ý Á Nam đã nói lên đấy thôi. Và những nhiều vị về sau nữa thì cũng là từ cái những cái thơ của cụ Á Nam. Thì cái đó có thể nói là cũng giúp ích rất nhiều, ít nhất là giúp cho cái nhóm Đồng Vọng chúng tôi. Mà tôi nghĩ rằng những người khác, nhất là những anh em đã sinh viên kiểu Lưu Phước ấy, viết tới hai bài Bạch Đằng đấy thì lấy ở đâu ra? Nếu mà không đọc được bài ấy trước thì tôi tin rằng nhất là Lưu Phước là người miền Nam
Làm sao mà có thể hiểu được rõ ràng hơn chúng tôi là những người phía Bắc gần gũi với Vạn Kiếp, gần gũi với lại Bạch Đằng, Trần vân vân. Thế mà anh cũng làm được, vậy thì phải có thơ. Thì tôi thấy rằng là những thơ như thế thì chủ yếu là nếu không nói là chỉ có của Nam thôi. Xin cảm ơn giáo sư Tô Vũ. Xin bà Lan Ninh một lời nói với công chúng để chia tay chương trình này. Vâng, trước hết thì chúng tôi cảm ơn biên tập viên Hoàng Vũ Quân và chương trình của HTV đã cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay. Tôi cũng hy vọng rằng thơ văn của Nghiêm Thân tôi đã gieo và đã để lại cho những thế hệ trẻ những cái đường lối của hai chữ trung hiếu. Vậy thì chúng ta một dân tộc dù ra chiến tranh hay hòa bình thì không lúc nào mà cái chữ trung hiếu chúng ta có thể lãng quên được. Và những thế hệ trẻ, chúng tôi mong rằng những cái di huấn của Nghiêm Thân tôi được đến tới các bạn bằng những cái thiết tha, bằng những cái thực cảnh của sau này, nếu mà những cái kịch bản được dựng lên thành phim. Vâng. Đó là một điều rất quý. Vâng. Chúng ta có quyền hy vọng vào những điều. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư nhạc sĩ Tô Vũ, xin cảm ơn nữ sĩ Lan Ninh đã tham dự chương trình này, và cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình này của chúng tôi. Và để thay cho cái kết thì xin mời quý vị các bạn đến với lớp 5 của vở Trung Hiếu Lưỡng Toàn của cụ Á Nam Trần Tuấn Khải, để một lần nữa chúng ta thấy những giá trị văn học nghệ thuật mà cụ Á Nam đã để lại cho đời cũng như đã dâng hiến cho đời. Một lần nữa xin chào và xin hẹn gặp lại.
chúa. Tôi họ Phạm, tên là Ngũ Lão. Đại vương sai về báo tin mừng. Giặc Nguyên nay tan vó sạch lông, quân ta đã vang lừng tàu uy tài. Đại vương cùng bá quan tề hội, rước thượng hoàng về tới hoàng cung. Nay truyền tôi về báo phủ chung, mời tôn quyền thăng long ý. Nghe mấy lời phụ vương cho báo tiệp, lòng nhi bao xiết nỗi mừng. Nay giang sơn đã tỏ dáng màu tươi, thằng nghĩa được tranh lời vương phụ, mời mẫu vương cùng thượng lộ Tràng An. Phiền tướng quân truyền chuẩn bị xe loan, thiếp vâng lệnh báo trình vương mẫu. Quan lên xe loan, giúp phụ vương cùng quần chúa thăng long thẳng tiến.